Hello, xin chào mọi người. Và đây là chiếc clip cuối cùng hậu trường của Hành Trình Rực Rỡ. Bởi vì hôm nay là Lâm sẽ dọn hết cái kho clip của mình. Và Lâm thấy clip của những Hành Trình Rực Rỡ rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình xóa đi thì nó bị uổng lắm, nó tiếc những kỷ niệm lắm. Cho nên Lâm mạn phép ghép lại và sẽ lồng tiếng. Thì cái này Lâm ghép bất chợt thôi, thấy cái nào là ghép cái đó. Còn lồng tiếng cũng vậy, thấy hình nào Lâm lồng cái đó. Cho nên clip này là clip gọi là chia sẻ là những kỷ niệm của Hành Trình Rực Rỡ. Mong mọi người coi vui vẻ, ê hề nha. Say đó, khi mà mọi người thấy là hả, anh em lên hình ai cũng đẹp đẽ, ai cũng khỏe khoắn, ai cũng vui vẻ, ai cũng năng lượng, nhưng mà để đến một cái địa điểm quay ở những nơi mà đã trải qua thì thật sự rất là khó khăn và gian khổ trăm bề. Và đây chính là con đường mà chúng tôi đã trải qua. Đường quê quanh co khách nhắc kêu nhìn tò mò, đi về làm giàu có đâu làm gì để mai giàu to đó quý vị. Trời ơi, cái đường thì ghê lắm quý vị ơi, đường mà sập xệ rồi hả, đá đồ một bên là núi, một bên là vực, rất là nguy hiểm luôn. Mỗi lần mà Lâm đi làm á mọi người, quay chương trình Hành Trình Rực Rỡ với lại 2 ngày 1 đêm, Lâm đều khấn tổ nghiệp với lại khấn Phật trời á là cho con hoàn thành 3 ngày mà an toàn, không có bị tai nạn gì hết. Tại vì khi mà quay cái này là chương trình truyền hình thực tế, cho nên sự cố cũng như nguy hiểm lúc nào cũng chật chờ mọi người. Cho nên nhiều khi mà Lâm hay nói giỡn á, đi quay chương trình mà khả năng tử vong 80% là Hành Trình Rực Rỡ với lại 2 ngày 1 đêm. Khi đi thì tất cả khi mà lên máy bay là toàn là thương gia hết, còn khi mà chỗ ngủ á thì có chỗ là ngủ rất là sướng, có chỗ thì ngủ resort rất là đã luôn. Nhưng mà đến những cái nơi mà vắng vẻ, những cái nơi mà du lịch mà về thiên nhiên núi đồi đó, thì nhiều khi tụi Lâm phải ở những cái nơi gọi là nó không có quạt máy nè, rồi ở nhà sàn nè. Nói chung là rất là nhiều trải nghiệm ở những chương trình này. Thì đang đi như vậy là có một cái chú xe ôm sẽ chở Lâm lên cái ngọn núi nha mọi người nha. Thì khi mà đi Lâm cũng đều hỏi chú là ủa chú ơi, ở đây khi nào mà hả có cái vấn đề gì mà xe mà hư rồi nó tuột dốc rồi xuống hay không. Chú nói là quen rồi, không có sao đâu, cho nên tụi con yên tâm. Và khi đến một chỗ quay á thì rất là đẹp mọi người ơi, mãn nhãn đã cái nư lắm. Và khi mà tụi Lâm có những cái nơi quay đẹp như thế này và mình đi cực khổ như thế này thì anh em gọi là hậu trường đó là phải đi cực hơn nữa, bởi vì họ phải đi giám sát trước, họ đi khảo sát trước, thấy chỗ nào đẹp á thì mình mới lên mình quay. Cho nên nó nghệ sĩ cực một mà ekip cực tới 10 lận, cho nên nó rất là trân trọng và trân quý. Và đây là cái chặng hành trình gọi là rất là nhiều biến cố nè, rất là nhiều vất vả nè, rất là nhiều khó khăn. Cái hôm đó thì cứ trưa mới ra set quay luôn, bởi vì thời tiết cái mưa mưa rất là nhiều luôn. Với lại ở chặng này Lâm bị đập đầu cái bùm cái ngăn dí, Lâm bị đập đầu cái bùm cái, nhưng mà hên không sao. Bữa đó hả mà cái đầu không biết có chuyện gì cũng biết làm sao luôn. Khi mà trước cái giờ quay thì trời mưa, thì bé Ngân bắt đầu nó diễn cái này, nó diễn cái kia, rồi nó bắt làm tiểu phẩm. Ngân thì cũng rất là chịu khó quay mấy cái hậu trường giống như Lâm, cũng là hả bà Ngân Vlog đó mọi người nha. Ngân thì Lâm nghĩ hả cũng bắt chước Lâm thôi, cũng hay quay mấy clip hậu trường vậy thôi chứ hả ấy lắm. Công nhận làm nghệ sĩ sướng rồi mọi người ha, được đi chỗ này chỗ kia. Nói không phải phe chứ ở Việt Nam thì những cái cảnh đẹp Lâm đều đi hết luôn rồi, chỗ nào Lâm cũng đi hết trơn trọi rồi. Ngày xưa thì mẹ Phượng cũng rất là thích đi, bởi vì hả mẹ Phượng cũng đã lớn rồi, với lại ngày xưa còn trẻ, nhà đâu có điều kiện đâu đến chỗ này chỗ kia. Mà nhờ những chương trình thực tế như thế này, những cái cảnh đẹp như thế này mà Lâm với mẹ đều có điều kiện để đi với nhau, được ngắm những cảnh đẹp với nhau. Rồi hả cái lúc mà Lâm có cô Phiên á, cái bà nội ở nhà chăm sóc cô Phiên, bà nội rất là buồn, bà nội nó làm rất là muốn đi, nhưng mà bà nội thương cháu, bà nội phải gác lại cái hạnh phúc của mình, gác lại cái niềm vui của mình để mà có thể chơi với con cháu. Mỗi lần đi như vậy á, ngoài ngắm cảnh đẹp ra nè, đều ăn được những cái món ăn vùng miền rất là ngon, rất là lạ. Có nhiều nơi thì ăn rất là ngon, còn có nhiều nơi á ăn cái bị gọi là không hợp khẩu vị với mọi người. Cho nên á đi với tâm trạng thưởng thức, được thưởng thức những món này cho biết chứ người ta, có nhiều nơi thật sự là Lâm ăn không có được. Thì quay chương trình này á, Lâm cảm giác là nghệ sĩ thân thiết với nhau rất là nhiều. Thường thường đi quay phim trường á, cái mình quay xong cái mình gặp nghệ sĩ này, gặp nghệ sĩ kia, gặp anh em đồng nghiệp, cái hả mình chào hỏi, mình quay một xíu cái mình dìa, cái mình chia tay, nó không có cái sự khăng khít. Nhưng mà đối với chương trình này á thì những khách mời sẽ ăn dầm nằm về với dàn cast, sẽ trò chuyện, sẽ vui vẻ, sẽ nói chuyện cái tự nhiên cái thân nhau.
Cho nên mọi người thấy quán sinh tố của phim của Lâm á, Lâm mời nghệ sĩ được về rất là nhiều, mà toàn là những anh em quay những chương trình thực tế giống vậy nè. Bởi vì sao? Khi mà mình làm 2-3 ngày như vậy, ở chung với nhau miết, rồi ở chung, ăn chung, trò chuyện chung, giỡn chung, rồi cái gì cũng chung 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 hết, cho nên rất là thân thiết với nhau. Thì đến với chương trình này thì thứ nhất là gặp được cảnh đẹp nè, gặp được những người thân yêu nè, anh em ekip cũng thân luôn. Lâm hết chơi với quay phim ai cũng chơi trơn trọi, mà ekip thì mấy trăm người, cho nên nhiều khi không nhớ tên, mặt thì nhớ nhưng mà nhiều khi không nhớ tên. Cái đặc sản của Hành Trình Rực Rỡ là cái ngủ không được như vậy nha, có nghĩa là diễn viên dàn cast á, mỗi khi mà vừa đáp xuống một cái địa điểm nào đó là y như rằng qua ngày hôm sau là gọi là nguyên cái đêm là không ngủ được á, là nó bị lạ chỗ. Và người đặc biệt là Thúy Ngân, Thúy Ngân lúc nào cũng vậy, nguyên một đêm là không ngủ, cái qua ngày hôm sau là Ngân ở đâu bị chơi vơi, bị chơi với, và Ngân cũng rất là cố gắng, nguyên đêm không ngủ là qua hôm sau lúc nào cũng cố gắng hết, không để dấu hiệu mệt mỏi, không bao giờ để cho mọi người thấy là mình bị tụt năng lượng. Mọi người đều nói Lâm chơi game đồ này nọ sao mà cứ bạo lực hoài, sao mà cứ giật người này giật người kia hoài. Thật sự với mọi người là cái đó là cái sự cố gắng của Lâm chứ không phải cái bản tính của Lâm vậy đâu mọi người. Cho nên mỗi khi mà cái game mà đấu với nhau á, cho nên Lâm dùng hết cái sức mạnh, nhiều khi tim Lâm thở không nổi luôn, nhưng mà mình phải chơi như vậy. Lỡ về người ta dựng á nhiều cái mà mình chơi nó nhiệt tình xíu, nó ok xíu, ta có cái mà ta cắt. Còn nhiều khi á mà mình chơi mình lên mình chơi mà không nhiệt tình, về cái người ta dựng không biết dựng sao luôn. Cho nên nó Lâm với quan niệm á thà dư còn hơn thiếu, cho nên lúc nào mỗi cái chương trình Lâm tham gia, mỗi cái game Lâm đều tham gia, Lâm đều chơi hết sức mình chơi. Nhưng mà cái lần đó là cái lần cuối cùng mình được chơi đó, cho nên nhiều khi mọi người thông cảm giùm Lâm, bởi vì Lâm chơi vậy Lâm cũng mệt lắm mọi người, rất là mệt, Lâm phải tập trung rất là nhiều. Chứ nhiều khi mà mình nói chuyện mình diễn nhẹ nhẹ nó sẽ khỏe hơn chứ. Còn mình chơi mình giật người này, mình đấu đá với người này người kia, mình tạo drama mình cũng cực chứ, mệt lắm chứ. Mà quay đâu phải mọi người cắt lên đó, mọi người coi thấy nó có chút xíu vậy thôi, nhưng mà khi ra ngoài hiện trường á, nó như là một trận đấu vật thiệt sự luôn, nó như là một trận đá banh thiệt luôn. Nhiều khi mà mệt ơi là mệt. Thường thường Lâm quay những chương trình như là Hành Trình Được Đỡ á, là Lâm về Lâm đều ốm 2-3 ký, rồi nhiều khi cứ quay liên tục như vậy, Lâm đâu có được ăn cơm đâu, Lâm ăn mì không à. Có nghĩa là cái hành trình nó không phải là ekip không cho ăn, nhưng mà cái hành trình nó cứ đi liên tục, ở trong giỏ lúc nào cũng có mì gói nè, rồi những cái bánh, rồi những khô đồ này nọ. Nhiều khi mà đói quá nhiều khi ăn mì sống luôn. Nói chung để kịp cái tiến độ để mà cái chương trình quay cho nó tốt và đủ nội dung. Và ở cái Hành Trình Rực Rỡ, Lâm rất là yêu thích cái phần gọi là biểu diễn, mà cái phần biểu diễn nó không có học thuộc, không có tập trước gì hết trơn trọi, là tới địa điểm nào là bà con sẽ kéo tới và ủng hộ và diễn trực tiếp cho bà con coi. Và đến chỗ nào cũng vậy hết mọi người ơi, trời ơi, có nghĩa là khán giả, mọi người xung quanh, những bà con ở đó họ kéo tới, họ thương nghệ sĩ, họ ôm nghệ sĩ. Rồi nhiều khi quay tới 1-2 giờ sáng, những em bé nhỏ vẫn ở lại coi. Có chặn ở Bến Tre mọi người, quay ở cái đình á, diễn đến 2 giờ sáng mà mấy bà ngoại, mấy bà dì, mấy bà cô đó hức ở lại mà để coi tụi Lâm. Còn ở Sóc Trăng cũng vậy, trời ơi, đi những cái chặng đường rất là xa, và đi dài ơi là dài, mà bà con cô bác vẫn kéo theo, gọi là ở ngoài sau xe 16 chỗ á, là ê hề, rồi chạy hai bên cứ kêu nghệ sĩ ơi, anh Lâm ơi, rồi chị Ngân ơi, Isaac ơi, lúc nào cũng vậy. Và tình cảm mọi người dành cho tụi Lâm rất là nhiều, cho nên mỗi khi bị làm gì á, nhiều khi mệt ơi là mệt, nhiều khi bệnh hoạn, rồi nguyên đêm không ngủ, rồi bị tai nạn, bị chấn thương, nhưng mà nhớ trong đầu là tại sao khán giả lại thương mình như vậy. Rồi mình mà lơ là một chút, mình mà không tập trung một chút, mà lên sóng một cái là nó giữ khẹt, cái là coi như là hối hận. Nhiều khi mình về mình coi lại, mình làm biếng mình coi, hoặc là mình ngại coi. Cho nên khi mà làm việc gì cũng cố gắng, anh em ai cũng cố gắng từng tất cả các khâu luôn. Và có một cái kỷ niệm ở cái Hành Trình Rực Rỡ mà Lâm nhớ mãi đến bây giờ, là cái chặng mà mọi người nhớ chặng của Ninh Dương Lan Ngọc không? Cái chặng mà ngâm dưới sình mà có phân bò của mấy anh chị nông dân mà thải xuống ruộng mà hôm qua, mới thải hôm qua mà hôm nay quay. Cái bữa đó là Lâm ngâm mình xuống dưới đó luôn. Rồi cái Lâm về, cái Lâm bị ghẻ đó mọi người, Lâm bị ghẻ cái đồng tiền á, cái mọi người ơi, trời ơi, cái tay của Lâm nó ghẻ đúng 6 tháng mà đến bây giờ nó vẫn còn, mọi người tin không? Và đó là cái lần mà nhớ nhất của Lâm, có nghĩa là chơi rất là vui, chơi hăng say luôn, về cái tự nhiên nó nổi ghẻ hai cái bàn tay, cái mà nó cứ dây dẳng hoài nó không hết, mà đến bây giờ thật sự rất là hết.
Và khi mà trải qua những cái hành trình, trải qua những cái sự cố gắng, trải qua những sự vất vả, thì khi mình coi được những cái thước phim á, mình cảm thấy mình hạnh phúc lắm, mình rất là vui, mình rất là hân hoan, bởi vì mình rất là may mắn, bởi vì mình được là dàn cast của chương trình. Ban đầu khi mà nghe cái format và nghe cái chương trình á, Lâm cũng rất là lo, bởi vì chương trình Hai Ngày Một Đêm là nó cũng thành công quá là vang dội rồi, mà bây giờ mình làm chương trình nó cũng giống giống như vậy thì không biết làm sao và không biết như thế nào. Và khi mà quay cũng rất là áp lực tất cả mọi thứ, nhưng mà cuối cùng may mắn mọi người yêu thương cũng rất là nhiều, anh em cũng đoàn kết, và hiện tại Hành Trình Rực Rỡ cũng có một lượng fan khá là lớn, và mọi người cũng rất là mong chờ mùa 2, hy vọng là chương trình sẽ có kinh phí để làm được mùa 2, cũng như là nhà tài trợ vô thật là nhiều để có thêm kinh phí để làm mùa 2. Ví dụ nhiều khi mọi người coi á, cái mọi người thấy quảng cáo nhiều quá, cái mọi người hơi khó chịu á, nhưng mà mọi người cũng thông cảm, tại vì làm những cái chương trình như vậy á, là mấy trăm con người đi và rất là nhiều người phải tập trung như vậy, mà không có quảng cáo á, thì không có kinh phí để tụi Lâm làm, cho nên nhiều khi quảng cáo hơi nhiều xíu, mọi người thông cảm hen. Và thêm một kỷ niệm nữa là cái lần mà đập đầu dưới Ngân á, cái buổi đó là cái buổi diễn ở Lào Cai, ở Lào Cai hay Sơn La vậy Lâm cũng không nhớ nữa. Rồi cái bữa đó là trời mưa rất là lớn luôn, rồi ekip quay không được bởi vì sương mù quá, rồi quay lên nó bị tối thui thùi lùi à, cho nên nghệ sĩ ở trong cái resort đó, cái khách sạn đó để mà chờ đợi. Ngân nói là anh ơi quay cái trend với em đi, xong rồi cái Lâm chạy cái trời mưa nó bị trơn quá, trời ơi Lâm chạy Lâm bị trượt té cái ập một cái đầu Lâm đập xuống cái bùm. Mà mọi người biết rồi đó, Lâm này Lâm thoại nó hay bị dấp dáp, nó không có nhớ gì trơn trọi, là Lâm nói chuyện nó còn cực vậy mà trời ơi đập đầu Lâm tưởng Lâm đi luôn rồi đó, nhưng mà cuối cùng rất là may mắn không sao hết trơn trọi, thì về thì cái đầu nó hơi ê ê thôi. Và đến bây giờ khi mà nhìn lại những clip hậu trường này, khi mà lòng tiếng nó nhìn tới đâu lòng tiếng tới đó, thì cũng rất là xúc động và nhớ những anh em, nhớ những cái thứ mà mình đã trải qua. Thì cũng có một cái group chung đó, lâu lâu cái anh em gặp nhau rồi đi ăn rồi trò chuyện, rồi ai có dự án gì đều hú người này hú người kia. Và cảm ơn mọi người thời gian qua đã yêu thương và ủng hộ chương trình Hành Trình Rực Rỡ, hy vọng sẽ có mùa 2 và chúng ta sẽ gặp lại nhau. Và mọi người ơi, nếu như ai mà yêu quý chương trình này hãy comment dưới clip này cho Lâm biết đi nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hy vọng và hẹn gặp mọi người ở một ngày không xa với chương trình Hành Trình Rực Rỡ Tự Hào Việt Nam C. Hành trình rực rỡ tự hào Việt Nam, yeah! Cho tim nồng thêm tình yêu quê hương, hành trình rực rỡ để lòng ghi nhớ quê hương Việt Nam biết bao tự hào. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.